Trưa ngày 23 tháng 10, gần 100 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột nỗ lực dập tắt đám cháy xảy ra tại một xưởng đồ nhựa trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút, ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại kho hàng kinh doanh đồ nhựa gia dụng trên đường 10 tháng 3, thôn 1, xã Cư Ê Bư, thành phố Buôn Ma Thuột. Nhận tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ đã điều 8 xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng Công an thành phố Buôn Ma Thuột đến hiện trường dập lửa. Mặc dù trời đổ mưa khá lớn nhưng đám cháy vẫn bùng phát dữ dội. Đến khoảng 11 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế một phần và lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực dập lửa. Đại úy Nguyễn Văn Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ cho biết, vụ cháy không gây thương vong về người. Tôi đến hiện trường thì toàn bộ kho thì đã bị phá cửa, thì chúng tôi đã phải dùng các thiết bị chuyên dụng, thì chúng tôi đã phải phá các cửa này ra và để chữa cháy. Đồng thời thì bên cạnh đấy thì chúng tôi đã triển khai các nhiệm vụ công tác chữa cháy từ nguồn nước gần nhất để công tác chữa cháy và cứu nạn hộ